Xin chào tất cả các bạn đến với channel của Tuấn Anh ngày hôm nay. Hôm nay ta dành chút thời gian làm cái unbox và review cái chiếc Thomas Cook Airlines mô hình là Airbus A321 A321 Dash 200. Ha, cái này là của mình cũng mới vừa nhận ngày hôm nay luôn. Thì đây là chiếc có ký hiệu là GTC DJ. Ok, bên trong nó là như thế này. Ở ngoài hộp thì để là TCDJ, nhưng mà thật ra là ký hiệu của chiếc máy bay này là GTCDC. Và chiếc máy bay này là chiếc máy bay được giao mới là A321-200 CEO. Đấy, nó có số ký hiệu là GTCDC và nó được giao vào tháng 11 năm 2013. Với cái số ghế của nó, của chiếc máy bay này là 220 ghế. Cái dòng này thì nó dùng để Thomas Cook dùng cái dòng máy bay này để thay thế những chiếc Boeing 787 sẽ được về hưu vào cuối năm 2013. Thì đây là những cái dòng nó mua mới để nó thay thế cái loại Boeing 757 hết hạn vào năm 2013. Thì để mình mở hộp nhé. Thì Thomas Cook Airlines, còn gọi là Thomas Cook, là một hãng hàng không thuê chuyến của Anh. Nó có trụ sở tại thành phố Manchester của Anh. Thì nó thực chất là nó là một hãng máy bay chuyên thực hiện những chuyến đường bay mà phục vụ những cái chuyến bay mà nghỉ dưỡng. Gọi nghỉ dưỡng là tại sao? Tại vì nó là thực hiện những chuyến bay chở khách đi tới những cái địa điểm là những cái thành phố mà có những cái nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới, như là ở Hy Lạp nè, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tây Ban Nha, Monaco, Mỹ, Cuba đó, vân vân. Thì đó là những cái chuyến đường bay mình nó tập trung nó khai thác. Và những cái chuyến đường bay đó thì nó tập trung khai thác, nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào cái gọi là seasonal, là gọi là cái mùa du lịch á. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng khách, nó sẽ phụ thuộc vào cái mùa du lịch, khách đi nhiều hay ít mỗi năm. Thì hãng nó được thành lập vào năm 2003. Nó thành lập tại nó là một cái liên danh giữa hãng Thomas Cook và hãng cái gọi là My Travel Group. Thì hai cái này nó liên danh với nhau, nó mới lấy cái tên là Thomas Cook Group Airlines. Nhưng mà gọi tóm tắt lại là Thomas Cook. Đây, đội bay của nó sau khi mà thay thế những chiếc Boeing 787 thì đội bay của nó là khoảng 35 chiếc. Trong đó có 27 chiếc là A321 và 7 chiếc A330. Nó 27 chiếc A321 và 8 chiếc A330-200. A321 thì nó dùng cái loại A321-200 nha các bạn. Và số ghế của nó thì chiếc nào cũng vậy, nó cũng là thiết kế ghế là 220 ghế. Đây mình cho các bạn coi rõ nhé. Trên cái đuôi thì cái logo nó là hình trái tim. Và mình rất là thích cái bút đầu cánh này, bên ngoài cũng là hình trái tim. Và bên trong nó cũng là để hình trái tim luôn ha. Cái dòng này thì có 4 cửa, tổng cộng là 8 cửa hết, 4 cửa mỗi bên thì 8 cửa. Nó không có được cái này làm của hub thì nó làm bằng nhựa, nhưng mà không phải là nhựa đặc nữa, nó nhựa rỗng nên nó rất là nhẹ. Trên cánh thì nó không có làm cái đường vẽ mà cái đường thoát hiểm ở đây xuống cho khách có thể thoát hiểm trên cánh, nên lý do tại sao mình cũng không thấy là có cái cửa thoát hiểm trên cánh này luôn. Là chắc là nó không có dùng mà cửa thoát hiểm trên cánh nên là sẽ không có đây, không thấy.
dưới bụng đây. Dưới bụng thì cũng có chi, nó cũng làm chi tiết là cả hai cái ống hút khí vào trong cái hệ thống air conditioning, cái pack của máy bay. Úp, một cái antenna đã bị gãy. Thì cái này nó sẽ, nó không có làm cái đèn, nó chỉ có một chấm đỏ trước này, đèn anti-collision light, đèn chống va chạm. Thường thường là mấy cái hãng Gemini hoặc là JC hoặc là NG mình sẽ thấy là có cái đèn đỏ trên này và một đèn đỏ ở dưới bụng, nhưng mà cái này nó thiếu cái đèn đỏ dưới bụng, nó không có, nó chỉ có cái trên cái này thôi. Thì hãng Thomas Cook á, theo được biết á, là vào ngày 23 tháng 9 năm 2019 nó đã chính thức khai báo phá sản. Vì lý do là tại trong năm 2019 hãng nó gặp cái vấn đề về nguồn tài chính và cái nguồn vốn của nó, nên là gặp vấn đề về tài chính nên là hãng đã không trụ nổi và tuyên bố phá sản vào ngày 23 tháng 9. Và cho tới ngày 7 tây tháng 11 năm 2019 thì cái giấy phép hoạt động của Thomas Cook đã chính thức hết hiệu lực, là nó không có còn khả năng để thực hiện những chuyến bay nữa. Thì sau khi phá sản thì những cái chuyến máy bay mà của nó được các hãng khác thuê lại hoặc là mua lại, thì những cái hãng khác thuê lại thì mua lại thì nó vẫn giữ cái màu sơn của Thomas Cook. Nó chỉ có thay thế cái chữ Thomas Cook đây, tên của hãng thành tên bất cứ hãng nào, và nó sẽ thay thế cái số đăng ký chuyến bay. Ha. Thì ở đây á, mình cũng có một chiếc, là mình không biết là Vietjet mua lại hay thuê lại. Mình không biết là Vietjet mua lại hay thuê lại, nên là vẫn giữ là cái màu sơn của nó, vẫn giữ y như màu sơn, chỉ có thay chữ Thomas Cook thành vietjetair.com, sơn lá cờ Việt Nam, và số hiệu chuyến bay là VNA542. Đây là một trong những chiếc mà Vietjet mình có và giữ lại cái màu sơn của Thomas Cook. Mình không biết bây giờ thì có đổi chưa, nhưng mà đây là những cái lúc đầu trong năm 2019-2020 thì đây là những cái chiếc máy bay đầu của Vietjet có giữ cái màu sơn như vậy. Vậy thôi, mình chỉ có một cái video clip ngắn giới thiệu các bạn về cái hãng Thomas Cook. Thì cũng rất là buồn khi mà một cái hãng hàng không nó bị phá sản và ngừng hoạt động. Thì nếu các bạn có yêu thích Thomas Cook thì cố gắng lên eBay kiếm mua một chiếc để làm kỷ niệm nha. Tân cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong những cái video clip kế tiếp nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.